Nay hai anh em lại có duyên thì hai anh em chúng em là xin ca câu là đố ai lên võ đông trăng. Cái chỗ mà dồn nó hay lưng hự đấy, cái là lưng hự là cái này nó rất hay. Lưng hự cái đoạn nó phải dồn, phải dồn dồn đánh dồn dập vào như vụ quả đấy. Tao không làm được gì. Ngày xưa là thầy tao dồn cũng hay, tức là cái chỗ mà lưng hự là cái phải dồn thật là lá mỏng. Đấy, nó phải dồn thì đấy.